Xin chào mọi người, hôm nay Boy Home sẽ làm bánh bông lan trái cây. Đây là một loại bánh bông lan bơ được thêm trái cây khô và các loại hạt tùy thích. Mời mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên, ngâm trái cây sấy khô vào nước lọc trong 8 tiếng. Sau đó đổ ra vợt lưới cho ráo và giữ lại phần nước ngâm để dành quét bánh sau này. Tiếp theo đây là những nguyên liệu cho phần bột. Lấy một cái tô, trộn đều bột mì, bột bắp, bột hạnh nhân với nhau để qua một bên. Lấy một cái tô khác, cho bơ, lạc và đường vào. Dùng máy đánh trứng, đánh tốc độ thấp cho đến khi bơ bông trắng. Cho 3 lòng đỏ trứng vào, đánh từng lòng đỏ trứng cho tan đều. Lấy tô bột đã trộn lúc nãy và rây từ từ vào tô bơ. Cho 5 gram bột nữa vào, rây tiếp. Dùng máy đánh hỗn hợp cho hòa quyện. Cho 5ml vani vào và đánh cho vừa hòa quyện là được. Lấy một cái tô và cho 3 lòng trắng trứng vào, đánh ở mức 3/5. Đánh cho đến khi bông cứng tạo chóp là được. Cho 1 phần lòng trắng trứng vào bột và trộn đều. Cho 2 muỗng cà phê nước, ngâm trái cây vào bột cho thơm. Cho hết phần bột vào lòng trắng trứng và trộn đến khi đều mịn. Cuối cùng là trộn trái cây khô vào phần bột. Cho 30g bột mì vào trái cây khô đã để ráo và trộn đều. Làm vậy để khi cho vào bột thì sẽ không bị chìm. Sau đó trộn trái cây vào phần bột. Đổ phần bột vừa trộn ra khuôn. Làm nóng lò 180 độ C trong 10 phút. Rắc hạt nhân lát cho đẹp. Nướng bánh ở 175 độ C 60 phút. Nướng sau 30 phút thì dùng tấm giấy bạc phủ bề mặt bánh cho đỡ cháy. Bánh chín khi cắm que tăm vào, rút ra không bị ướt. Quét nước ngâm trái cây lên mặt bánh cho thơm. Úp bánh ra, bánh rất mềm nên cẩn thận. Quét thêm nước ngâm trái cây lên mặt
dưới củ bánh. Để bánh qua ngày, hôm sau bánh sẽ mềm béo và thơm hơn. Bánh mềm, thơm, xốp, có vị chua chua ngọt ngọt của các loại trái cây khô. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhớ like, share, subscribe cho kênh Boy Home nhé. See you soon.